Khi tôi nói giống như đứa trẻ, tôi không ngụ ý tính trẻ con. Đứa trẻ phải mang tính trẻ con, bằng không nó sẽ bỏ lỡ kinh nghiệm lớn đó của thời thơ ấu. Nhưng dù bạn trẻ hay già, tính trẻ con đơn giản biểu lộ rằng bạn đã không phát triển. Giống như đứa trẻ là hiện tượng hoàn toàn khác. Điều đó ngụ ý gì? Thứ nhất, đứa trẻ bao giờ cũng toàn bộ. Bất kỳ điều gì đứa trẻ đang làm, nó cũng đều trở nên bị cuốn hút vào trong đó toàn bộ. Nó chưa bao giờ mang tính bộ phận. Nếu nó đi nhặt vỏ sò trên bãi biển, thế thì mọi thứ khác đơn giản biến mất khỏi ý thức của nó. Mọi thứ mà nó quan tâm chỉ là vỏ sò và bãi biển. Phẩm chất của việc là toàn bộ là một trong những nền tảng của việc giống như đứa trẻ. Đó là sự tập trung, sự mãnh liệt, đó là tính toàn thể. Thứ hai, đứa trẻ hồn nhiên. Nó hoạt động từ trạng thái không biết gì. Nó chưa bao giờ hoạt động từ tri thức bởi vì nó không có tri thức. Người lớn bao giờ cũng hoạt động từ tri thức. Tri thức nghĩa là quá khứ, cái cũ, cái đã được góp nhặt. Mọi tình huống mới đều mới, không tri thức nào áp dụng được cho nó. Tôi không nói về kỹ nghệ và công nghệ. Ở lĩnh vực này, quá khứ là áp dụng được bởi vì máy là máy. Nhưng khi bạn cư xử trong bầu không khí con người, bạn trao đổi với người sống, thì không tình huống nào lặp lại. Mỗi tình huống đều duy nhất. Nếu bạn muốn hoạt động đúng trong bạn, thì bạn phải hoạt động qua trạng thái của rốt nát như đứa trẻ. Đừng đem tri thức của bạn vào trong đó, quên hết tri thức đi. Đáp ứng với cái mới như cái mới, đừng đáp ứng với cái mới từ cái cũ. Khi tôi nói giống như đứa trẻ, tôi ngụ ý bao giờ cũng học tập, đừng bao giờ trở nên am hiểu. Tri thức là hiện tượng chết, học tập là quá trình sống. Con người phải nhớ điều này. Người đó không thể hoạt động từ quan điểm của tri thức. Bạn không theo dõi và quan sát điều đó sao? Đứa trẻ nhỏ học nhanh thế. Nếu đứa trẻ sống trong bầu không khí đa ngôn ngữ, nó sẽ học tất cả các ngôn ngữ này. Nó học ngôn ngữ của người mẹ, người cha, hàng xóm. Nó sẽ học 3, 4, 5 ngôn ngữ rất dễ dàng. Một khi bạn đã biết một ngôn ngữ thì lại rất khó để học ngôn ngữ khác, bởi vì bạn bắt đầu hoạt động từ quan điểm của sự thông thạo. Người ta nói bạn không thể dạy cho con chó già các trò mới. Điều đó đúng. Nhưng cái gì làm cho con chó già? Tri thức làm cho con chó già, không phải tuổi vật lý. Bởi vì một Socrates cứ học đến cùng, ngay cả khi ông ấy sắp chết. Vị Phật cứ học tới chính tận cùng, Phật vẫn còn trẻ. Chúng ta không có một bức tượng Phật mô tả như người già. Không phải là họ chẳng bao giờ trở nên già. Phật sống tới độ tuổi 80, nhưng cái gì đó trong ông ấy bao giờ vẫn còn trẻ trung như trẻ thơ. Ông ấy liên tục hoạt động từ trạng thái không biết. Điều thứ ba, đứa trẻ có phẩm chất tự nhiên của tin cậy, bằng không thì nó không thể tồn tại được. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó tin cậy vào người mẹ, vào sự nuôi dưỡng của sữa. Nó tin cậy mọi sự đều tốt. Lòng tin của nó là tuyệt đối, không có hoài nghi về bất kỳ cái gì. Nó không sợ bất kỳ cái gì. Tin cậy của nó nhiều tới mức người mẹ đâm sợ, bởi vì đứa con có thể đi và bắt đầu chơi với rắn, hoặc có thể thò tay vào lửa. Tin cậy của nó nhiều đến thế, nó không biết sợ, nó không biết hoài nghi. Đó là phẩm chất thứ ba. Chỉ thế thì bạn mới biết tính Thượng Đế là gì, bạn mới đi tới nhận ra chân lý là gì.